cách đây 2 năm, cũng chính tại khu kho xưởng này xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi một kho hàng, thiệt hại là hàng tỷ đồng. Xót xa thay, sau gần ấy thời gian, lửa dữ lại đến, và tước đoạt biết bao mồ hôi, công sức gây dựng. Còn hiện trường vụ cháy nhà ở thành phố Hồ Chí Minh mà tin tức Mekong hôm qua có thông tin, cùng lời kể của lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh, lại khiến lòng ta đau buốt. Lúc ngọn lửa hừng hực cháy, điều duy nhất mà cậu bé 10 tuổi nghĩ đến không phải là nỗi sợ, không phải chạy thoát thân, mà là làm sao có thể bảo vệ được 5 đứa em của mình. Dù bị cha mẹ hâm là sẽ đưa đi bán vé số, nhưng vì nhớ 5 đứa em, B 10 tuổi vẫn nặng nặc đòi để ba mẹ đồng ý từ Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh gặp. Chiều 23 tháng 7, em ở nhà trông coi 5 người em để ba mẹ và người anh đầu đi làm thuê. Thấy lửa bùng lên ở tầng trệt, B đưa 4 đứa em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất rồi quay trở lại để cứu em trai Út 1 tuổi. Khói sọc lên gây ngạt, cậu bé 10 tuổi đưa em vào nhà vệ sinh, dùng thân che chở cho em mình và tưới nước lên làm mát cho cả hai. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm và đưa được hai anh em ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Xót xa thay, cả hai đều không qua khỏi. Lực lượng cháy chữa cháy là lên, nên là đem mặt nạ phòng hộ vô, mà nóng cái đầu xịt nước rồi, nước cái đầu chạy vào bên hông, đập tiếp bên hông, đập bên sau vách xa nhà nắm sau luôn, không có đầu mở cái nhà bên này, đập bên này mới thấy hai đứa bé cứu không được, hai bé rất là buồn. Đó, là rất là buồn, nói tới cứu hai bé là buồn. Là có hai anh kia nữa cũng đặt đồ vô mà cứu không được, hai anh đó cũng bức xúc, nói chung quá buồn. Xuống ẩm xuống rồi cũng cầu mong cho em hai em bé qua, hai cháu qua không qua được. Anh Nguyễn Vĩnh Phước, 37 tuổi, cha của hai nạn nhân nghẹn ngào nói: vợ chồng có 7 người con, 6 trai và 1 gái, hiện giờ đang mang bầu tháng thứ 3. Hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng thuê căn nhà một trệt, một gác lửng ở xã Vĩnh Lộc A, với giá 3 triệu đồng mỗi tháng làm nơi ở, hàng ngày đi làm thợ mộc mưu sinh. Sáng ngày các con gặp nạn, anh cùng người con trai lớn đi làm ở thành phố Thủ Đức, vợ làm thuê tại một nhà xưởng gần nhà. Pepe được giao chìa khóa và có nhiệm vụ ở nhà trông 5 em nhỏ, thì xảy ra sự việc đau lòng. Khi được tìm thấy, hai cháu bé ngất xỉu trong nhà tắm vì ngạt. Người anh trai vẫn trong tư thế lấy thân mình che chắn cho đứa em 1 tuổi. Những lời kể làm lòng người đau nhói. Phải là một đứa trẻ hiểu chuyện và quả cảm như thế nào mới có thể bình tĩnh đưa 4 đứa em ra ngoài an toàn. Và rồi không ngại hiểm nguy, lao vào dòng dây lửa dữ để giải cứu đứa em Út. Em làm hết sức rồi, bình yên nhé thiên thần nhỏ của chúng ta.